Xin chào cả nhà nha. Hôm nay tôi đang ở trong sở thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái loài thực vật được coi là một trong những cái cây mà lâu năm nhất ở trong sở thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn nha cả nhà. Cây này thì cái ước tính cái tuổi của nó cả nhà 250 tuổi nha. Thì cái cây này là còn sót lại của cái di tích rừng mưa nhiệt đới ven sông Thị Nghè. Đây là cái cây lồng mang lá nhỏ nha cả nhà. Đó. Thấy cái gốc của nó đây rất là sần sùi ha, xù xì cổ kính đó mà. Và ở đây thì cái gốc của nó nè cả nhà xem nè, cái gốc chính của nó nè là nó bị lâu đời rồi. Bị mối mọt đồ ăn nè cả nhà. Nhưng mà ngay cái chỗ này là nó có một cái cây con nó mọc lên nè, giống như nó đâm chồi á cả nhà. Đây những cái cây nó đâm chồi ra nè. Cái cây này rất là hay nha. Cái thân đó nhưng mà nó có đâm cái chồi ra nè để nó duy trì cái sự sống của nó. Là cổ rồi, ở trên này nó có một cái khói u nành nữa nè, nhìn xa giống cái tổ ong nè. Tái sinh cây cỏ cây lên đây, cái lá nó đây cả nhà. Chúng ta thấy cái lá non của nó nè, lá non nó còn nhỏ nè. Đây lá non, cái lá già từ từ, cái lá trưởng thành thì lá trưởng thành ở cái mặt trên của nó nè, nó có cái màu xanh nha, nhưng mặt mặt dưới nè cả nhà xem nè, nó có cái màu hơi vàng vàng đúng không nè. Đó, vậy là nó có nhiều cái lông nha cả nhà, mặt dưới là nó có nhiều cái lông màu vàng. Gân lá nó cũng rất là rõ ha, cái lá này nó dài khoảng 10 cm, cái lá trưởng thành á ngang khoảng 5 cm nè. Lá non nhìn rất là dễ thương. Cái lá này là nó có xẻ thì nha cả nhà, cả nhà xem nè. Nó xẻ thì nè, này gọi là xẻ thì chứ không phải răng cưa nha. Cái mép lá của nó là nó nguyên nè, nhưng mà ở sau cái đuôi lá là nó xẻ thì. Đây quay cái lá trưởng thành cho cả nhà xem luôn. Đó, chúng ta thấy nó sẽ thì không? 1, 2, 3, 4, 4 thì. Xung quanh nó thì nó có nhiều cái cành nhánh nha, từ dưới thân nó mọc lên. Và cái thân non của nó cả nhà, thân non nó thì nó cũng có cái màu là xám xám nha. Đó, nó có lông hơi xám. Thân cái thân già của nó có màu nâu. Giờ này nó có nhiều cái địa y với dương sĩ nó bám ở trên nè, xem nè. Đây, cái cành non đó là nó có màu nâu nha. Quay toàn cảnh cái cây này cho cả nhà xem nha. Đây là cái cây mà được coi là những cây mà lâu năm nhất ở trong sở thú này. Nó cao khoảng chỉ 12 mét thôi nha cả nhà. Cây này đang có vị trí là ở giữa cái chuồng cọp, chuồng gấu với cái đảo vườn nha cả nhà. Cả nhà mà có đến sở thú thì chúng ta lại cái cây này chúng ta quan sát, chúng ta xem nó mang vẻ là cũng rất là âm u cổ kính đúng không nè. Hiện giờ thì tôi thấy là nó đang có ra hoa với trái luôn. Hoa nó thì giờ đang là tháng 4 nha cả nhà, có ra hoa nè,
À, nó màu trắng nè, nó kéo xuống cả nhà xem đang có trái luôn. Trái thì nó ra cũng gần như quanh năm nè, từ khi mà ra hoa tới giờ mà trái nó còn vẫn còn. Kéo cái chùm hoa xuống đây nhà xem cái hoa của cái cây lồng mang lá nhỏ, nó có màu trắng, nó màu trắng. Tôi ngửi là có thơm không nha, hơi thơm nghe cả nhà, hoa nó hơi thơm. Đó. Ở đây là những cái hoa chưa nở nè. Đây chúng ta thấy cái trái của nó đây, đây cả nhà xem trái của cái cây lồng mang nó còn ở trên cây nè, xuống một trái coi. Ngoài cái gốc cây chúng ta xem nè trái của nó. Đây là cái trái này cả nhà, thì đây quay cận cảnh cái trái cho cả nhà xem nè. Cái trái này là dạng quả nang ha, tự khai. Trong này thì nó có những cái hạt này, để tôi gỡ ra xem. Đây. Hạt nó có cánh nha cả nhà. Nó rớt ra đó. Đó. Một, hai, năm cái nang có cánh này. Ở nhà xem cái hạt đó nè, có cánh nha, phát tán nhờ gió nè. Đó, mấy em học sinh mà có đến vô trong sở thú ha, thì chúng ta lại cái cây lồng mang này, chúng ta học về cái lá của nó nè, lá đơn. Nhưng mà cái trái của nó là thuộc dạng quả nang ha, khô, và cái hạt nó là có cánh. Thì cái cây này muốn nhân giống là chúng ta phải lấy cái hạt này chúng ta gieo. Đó. Là hay nha. Rồi có cái trái mà nó rụng xuống nó lâu rồi nè. Đây. À. Đây, khô luôn rồi. Cái hạt này chúng ta thấy rõ hơn nè. Cánh mỏng. Cây này cái vỏ của nó người ta có thể lấy sắc nước uống nè cả nhà, trị đau lưng, viêm thấp khớp ha. Này vừa trồng ở sân vườn ăn cho bóng mát, rồi cho gỗ ha, gỗ nó đóng những cái đồ dùng ở trong nhà vẫn được nha cả nhà. Có cái lá đẹp ha. Lá mặt ở trên xanh, mặt ở dưới là nó hơi có màu vàng nâu đó. Cây này trồng ở chỗ nhân giống ra, trồng ở chỗ sân vườn đường phố là cũng rất là tốt nha cả nhà. Đây cái hoa khô của nó, nãy cái hoa đó hoa màu trắng đó là nó hoa mới thì nó có màu trắng nha, nhưng hoa khô nó có màu vàng rồi. Đó. Khô nó còn ở trên cây luôn. Cái lá mà khi mà ở đầu cành nó nhỏ ha, nó nhỏ dần. Hoa nó đây nữa. Đang vừa có hoa vừa có trái luôn, đang giữa tháng 4. Rồi xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào các clip sau nha cả nhà.